Dạ con xin mến chào và kính chúc sức khỏe đến toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh bonsai lục tỉnh miền Tây nha. Thì ngày hôm nay con có đến địa điểm cái vườn kiển rất là quen thuộc là vườn của anh Mười Kiển nha quý cô chú. Thì ngày hôm nay anh Mười có một số cây để giao lưu với cô chú anh chị mình trên mọi miền đất nước nha. Rồi em chào anh Mười ơi. Dạ chào em Nhận. Dạ chào kênh lục tỉnh miền Tây. Hôm nay em có một số cây mai kim thanh mai nhờ quý anh chị đón nhận à. Như được thì, cây mai vàng đó anh ha. Dạ cây hay cây mai vàng đó, mấy cây dạ. Mai vàng đó. Thì địa chỉ của em nhà vườn em là Tân Thành Lê Dung Đồng Tháp, số điện thoại 0766920780 cũng là số Zalo của nhà vườn. Thì hôm nay em có đem số cây mai chiếu thủy kim thanh mai à. Dạ cây số 1 ạ. À. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 24. Dạ rồi. Nói lên đây đi. 20. Đường kính bầu của em nó là 27. Dạ cây mã số 1 này có giá là 300.000 em bao ship toàn quốc ạ. À. Nu nần đó nè anh em, cây sống khỏe tại em cắt bớt cái tàn nó thôi, rồi cái này nó về anh em có tay nghề muốn cắt thì dán ý như sao đó thì anh em cắt. Thì cây này nằm trên gót này nó rất lâu nha anh em. Cây thường gió khác nhau với cô chú anh chị. Dạ. Dạ tiếp theo đây là cái cây cây 2 mã số 2M ạ. À. Cây mai chiến thủy kim thanh mai ạ, à. 2M có dáng hình thú ạ. À. Chiều dài của con thú này là 12 nha anh em. Dạ quanh thân ở vị trí này của em nó là 16 ạ. À. Tán cao của em nó là 98 à. Đường kính bầu của em nó là 28 à. Dạ cây mai chiếu thủy kim thanh mai này có giá là 300.000 em bao phí ship toàn quốc à. Mai hình thú nha anh em. 2M5 anh em ơi. Mang mã số 2M. Dạ tiếp theo đây là cây mai chiếu thủy 3M ạ. À. Mai chiếu thủy 3M này có giá là 150.000 anh em. Giá rất là vừa chơi luôn với cô chú. 150.000 em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À. Này cô chú anh chị mình chốt giờ mình cắt theo ý mình cái nó là ok nha. Dạ hoành thân ở vị trí này của em nó là 11 ạ. À. Chiều cao nó là 53. À. Tán ngang của em nó là 21 ạ. À. Dạ em xin lặp lại à. Cây 3M này có giá là 150.000 anh em. Và tiếp theo đây là cây 4M ạ, à, 220.000 ạ. À. Không. Cây 4M này có giá là 220.000 ạ. À. Dạ em đo hoành thân của em nó là 15 ạ. À. Dạ chiều cao nó trên dưới 1m4 ạ. À. Đường kính bầu của em nó là 30 à. Dạ cây 4M này có giá là 220.000 ạ. À. Bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À. Tiếp theo đây cây mai chiếu thủy kim thanh mai là cây 5M nha anh em, có giá là 150.000 ạ. À. Cây đường thân lắc lượng rất là đẹp luôn quý cô chú ơi. Dạ em đo ở vị trí này của em nó là 14 cm ạ. À. Là em đo hai thân nha anh em, em đo một thân ạ. À. Đo một thân nó là 11 cm ạ. À. Dạ chiều cao nó 102 ạ. À. Đường kính bầu của nó em nó là 23. Dạ cây 5M này có giá là 150.000 nha anh em, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À. Tiếp theo đây là một cây mai chiến thủy kim thanh mai nha anh em. 6M ạ, à, 150.000 ạ. À. Dạ em đo ở vị trí này của em nó là 15 cm nha anh em. 15 cm. Chiều cao của em nó là 68 ạ. À. Đường kính bầu của em nó là 22 ạ. À. Dạ em đo một thân nó là 8 cm ạ. À.
6M này có giá là 150.000 anh em. Giờ tiếp theo đây là cây mai Yến Thủy kim thanh mai 7M, 7M có giá 300.000 ạ. Em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi. Đo vị trí này nó của em nó là 17 cm ạ. Chiều cao nó 105 ạ. Đường kính bầu của em nó là 29 ạ. Cây 7M này có giá là 300.000 nha anh em. Cây 7M này có giá là 300.000 nha anh em. Dạ, tiếp theo đây là cây 8M ạ. 8M này có giá là 150.000 nha anh em, bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. Dạ em đo chỗ này là 12 cm ạ. Chiều cao của em nó là 61 ạ. Đường kính bầu của em nó là 23. Cây 8M này có giá là 150.000 nha anh em. Dạ cây 9M ạ. Cây mai Chiến Thủy 9M ạ. Chín M này có giá là 400.000 nha anh em, cây có dáng hình thú nha. Dạ em đo vị trí này của em nó là 22 ạ. Dạ em đo vị trí này của em nó là 11 ạ. Dạ em đo vị trí này của em nó là 12 ạ. Thì cái cây này 11, cây 12 ạ. Chiều cao của em nó là 100 nha anh em. Đường kính mặt bầu của em nó là 27 ạ. Và cái cây 9M này có giá là 400.000 nha anh em, bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. Cây rất đẹp nha anh em, cái củ đẹp lắm nha anh em. Và tiếp theo đây là cây 10M ạ. Cây 10M này có giá là 150.000 nha anh em. Em đo vị trí này của em nó là 13 cm ạ. Chiều cao nó em nó là 88 ạ. Đường kính mặt bầu của em nó là 27 ạ. Và cây 10M này có giá là 150.000 nha anh em, bao ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. Và tiếp theo đây là cây mai Chiến Thủy, một cây mai Chiến Thủy 11M ạ. 180.000 anh em. Giá quá dễ chơi anh em ơi. 180.000 sở hữu được cây mai Chiến Thủy mai kim thanh mai ạ. Chiều cao của em nó là 114 nha anh em. Hoành tăng ở vị trí này của em nó là 17 cm ạ. Đường kính mặt bầu của em nó là 26 cm ạ. Dạ, cây mai Chiến Thủy 11M này có giá là 180.000 anh em, em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi. Tiếp theo đây là cây 12M ạ, 150.000 anh em. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 15 cm ạ. Dạ, chiều cao của em nó là 45 ạ. Ủa, chiều cao của em nó là 108 ạ. Đường kính mặt bầu đó em nó là 29 ạ. Dạ cây 12M này có giá là 150.000 anh em. Tiếp theo đây là cây 13M ạ, 13M này có giá là 180.000 ạ. Cây này 180 thì hơi rẻ nha anh em. Em đo vị trí này của em nó là 18 ạ. Chiều cao của em nó là chiều cao của em nó là 95. Chiều cao của em là 96 ạ. Đường kính bầu của em nó là 25 ạ. Và cây 13M này có giá là 180.000, cây này rẻ nha anh em. Anh giá rất là vừa chơi. Cây này sale rẻ đó. Đường kính mặt bầu đó là 24 nha anh em. Cây này cô chú anh chị mình cắt lùm lại là mình chơi cũng rất là đẹp đó. Cây này cắt lùm lại đẹp lắm mà nha anh em. Cây này cắt cành rớt trực lắc ạ. Nó có cái giọng rất là đẹp cây luôn. Cây này cắt trực lắc lại đẹp lắm nha anh em.
Dạ rồi mình đổi cây luôn anh ha. Dạ cây 14M có giá 100.000 anh ạ. Những cái cây này thì anh Mười anh sale cái giá rất là mềm mại luôn quý cô chú ơi. Cây 14M này có giá 100.000 anh ạ. Dạ chiều cao của em nó là 106 nha anh. Đường kính mặt bầu nó em nó là 24 à. Dạ hoành thân của em nó là 10 à. Dạ cây 14M này có giá là 100.000 nha anh em. Dạ tiếp theo đây là cây 15M này có giá 100.000 luôn anh em ơi. Cây có củ đẹp lắm nha anh em. 100.000 là có củ xịn sò luôn nha anh em. Dạ em đo hoành thân ở vị trí này của em nó là 14 nha anh em. Dạ chiều cao lên là 70 à. Dạ tán ngang đường kính bầu nó em 19 à. Dạ cây 15M này có giá là 100.000 em bao phí ship toàn quốc cho anh em. Tiếp theo đây là cây 16M à, 300.000 nha anh em, 16 300.000 cây chí thường của anh em à. Cây lắc lượng rất là đẹp luôn ha. Dạ. Đặc biệt hình là... con thú này ở chỗ này điều em đo vị trí này hình con thú này là 14 à. Chiều cao nó là 98 à. Rồi mình đo thử cái hoành thân nó đi anh ha, hoành thân với mình đo nguyên cái bệt này luôn. Dạ. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 17 cm à. Rồi mình đo tổng cái bệt thử anh ha. Tổng cái bệt này luôn đi. Rồi đo đi anh. Tổng cái bệt này là 42 à. Dạ rồi. Rồi anh quay một vòng giùm em cái đi cho cô chú anh chị mình xem dễ. Dạ. Đây cây này có thể cô chú anh chị mình cắt lùm ngang đây mình chơi một cái vòng chi xê rất là đẹp luôn nha quý cô chú. Đây, giá này thì cô chú anh chị mình đem về mình cắt phôi thì mình chơi mình còn được cái khúc trên mình nhân giống vẫn được nha. Dạ cây 16M này có giá là 300.000 à, bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. 300.000 rất dễ chơi nha anh em, cây già khằn luôn nha anh em, nu nằng là có lên già khằn luôn nha anh. Sức sống khỏe lắm luôn, nằm gió gót này lâu rồi mà. Dạ tiếp theo đây là cây mai chương thủy 17M có giá là 150.000 à. Đo vị trí này của em nó là 16 cm à. Chiều cao của em nó là 30, chiều cao của em nó là 58 à. Đường kính mặt bầu của em nó là 29 à. Dạ cây 17M này có giá là 150.000 em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Tiếp theo đây là cây 18M ạ. 18M này có giá là 400.000 nha anh em, cây củ đế rất đẹp ạ. À. Dạ em đo vị trí này của em nó là 16 cm ạ. Đo chùm đây đứng đây. Chùm xuống đây là 32 cm ạ. À. Đường kính mặt bầu của em nó là 25 ạ. À. Chiều cao là 98 ạ. À. Dạ cây 18M này có giá là 400.000 em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Dạ tiếp theo đây là cây 19M có giá là 200.000 em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Dạ em đo vị trí này của em nó là 14 cm à. Đường kính bầu của em nó là 23. Chiều cao nó 113. Dạ cái cây 19M này có giá là 200.000 à, em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Dạ tiếp theo đây là cây 20M à, có giá là 200.000 nữa à. Ủa 150.000 à. 20M này có giá 150.000 anh em. 12 cm à. Chiều cao nó là 81 à. Đường kính mặt bầu của em nó là 22 à. Và cây 20M này có giá là 150.000 anh em. Và tiếp theo đây là cây 21M à. Cây 21M này có giá là 200.000 anh em. Và em đo đường hoành thân của em nó là 16 cm à.
Đường kính mặt bầu của em nó là 18 à. Chiều cao của em nó là 80 à. Dạ cái cây 21M này có giá là 200.000 nha anh em. Cây 21M này có giá là 200.000 nha anh em. Dạ tiếp theo đây là cây 22M à, 150.000 ạ. À. 150.000 có cây mang mã số 22M à. Cây mai kim mai chứng thủy kim thanh mai à. Chiều cao của em là 69 à. Vành thân vị trí này của em nó là 16 cm à. Đường kính mặt bầu của nó em nó là 20 à. Và cây mang mã số 22 này có giá là 150.000 anh em. Tiếp theo đây là cây 23. Mai chứng thủy 23 mang mã số 23. Có giá là 150.000 luôn nha anh em. Dạ em đo vị trí này của em nó 19 cm à. Đường kính tàn của em nó là 22 à. Chiều cao của em nó là 51 à. Và cây 23 này có giá 23M này có giá là 150.000 nha anh em, bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Tiếp theo đây là cây 24M có 150.000 nha anh em. 14M có 150.000 à. Vị trí này của em nó là 16 à. Chiều cao của em nó là 54 à. Đường kính mặt bầu của em nó là 21 à. Cây 24M này có giá, có giá là 150.000 nha anh em. Cây 24M này có giá là 150.000 à. Vậy là cây tiếp theo là cây 25M à. 25M cây mai chứng thủy à. 180.000 nha anh em. 25M. Em đo vị trí này của em nó là 15 cm à. Chiều cao của em nó là 51 à. Đường kính mặt bầu của em nó là 20 à. Cây 25M này có giá là 180.000 nha anh em. Em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Tiếp theo đây là cây 26M, 26M có giá là 200.000 nha anh em. Cây 26M có giá là 200.000 anh em ơi. Tổng nồi đế này của em nó là 27 à. Em đo vị trí này của em nó là 19 à. Dạ chiều cao của em nó là 67 à. Đường kính bầu của em nó là 20 à. Dạ cái cây 26M này có giá là 200.000, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Nè anh em xem coi cái lá với cái đọt nó nữa, cái bông trắng giống như mai chứng thủy nha anh em. Cái dòng trắng này thì bông nó xiên ra bông hơn là mai chứng thủy lá chung mình anh ha. Dạ xiên lắm ạ. À. Như được cái thân nó rất là lắc lượng. Thân nó già dặn u nần à nha anh em. Dạ tiếp theo đây là cây mai chứng thủy 27M, 27M có giá là 150.000 à. Dạ em đo vị trí này 18 cm à. Chiều cao lên 62 cm à, 62 à. Đường kính tàn của em, đường kính bầu của em nó là 22 à. 150.000 có sở hữu cái cây mai chứng thủy 27M à. Tiếp theo đây là cây 28M có 120.000 à. Cây 28M 120.000 à. Làm lâu cây phong cao cảnh giác rất là đẹp luôn quý cô chú. Hoành thân của em nó là 12 à. Chiều cao của em nó là 98 à. Ủa chiều cao của em nó là 65 à. Đường kính bầu của em nó là 17 à. Cây 28M này có giá, cây 28M này có giá là 120.000 à. Cây 29M có giá là 150.000 à. 29M có giá 150.000 à. Hoành thân của em nó là 13. Đường kính bầu của em nó là 16 à. Chiều cao của em nó là 96 à. 29M là có giá 150.000 nha anh em. Có giá là 150.000 nha anh em.
Đường kính bầu của em nó là 22 à. Chiều cao nó là 89 à. 150.000 sở hữu được cái cây 30M này nghe anh em. Cây mai chứng thủy kim thanh mai à. Và tiếp theo đây là cây kim thanh mai mang mã số 31M có giá là 90.000 à. Dạ em đo cho vị trí này của em nó là 11 cm ạ. À. Dạ chiều cao của em nó là 50. Chiều cao của em nó là 95 ạ. À. Đường kính bầu của em nó là 20 ạ. À. 90.000 sở hữu được cây cây mang mã số 31M nha anh em. Mai chứng thủy nha. Dựng cái. Rồi mã số tiếp theo lên mời. Mã số tiếp theo là cây mai chứng thủy kim thanh mai à, mang mã số 32M có giá 100.000 anh em. Mình có thể mình chỉnh là một cây bài anh ha. Dạ. Không chơi cây cây gì cũng được. Nó có hai ba hướng chơi. Dạ cây 32 có giá là 100.000 anh em. 32M. Được, đó nó kỳ đi. Dạ em đo từ vị trí này của em nó 10 cm nè. À. Này 9 cm nè. À. Dạ chiều cao của em nó là 58 à. 32M này có giá là 100.000 em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Tiếp theo đây là 33M nha anh em, 100.000 ha. 33M 100.000 em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Mười bốn cm à, đường kính bầu của em nó là 20 à, chiều cao của em nó là 93. 33M này có giá là 100.000 anh em. Tiếp theo đây là 34M à, 34M có giá 150.000 anh em. 14 cm à. Đường kính bầu của em nó là 18 à. Chiều cao của em nó là 77 à. 34M này có giá là 150.000 anh em. 35M này có giá là 150.000 nữa anh em ơi. Còn thân của em nó là 10 cm à. Chiều cao của em nó là 111 à. Đường kính bầu của em nó là 20 à. 150.000 cây mã số 35M nha anh em. Tiếp theo đây là kim thanh mai 36M có giá là 150.000 nha anh em. 36M có giá 150.000 anh em ơi. Hoành thân vị trí này của em nó là 14 à. Chiều cao của em nó là 74 à. Đường kính bầu của em nó là 19 à. 150.000 sở hữu được cây kim thanh mai mang mã số 36M nha anh em. Và tiếp theo đây là cây 37M à. 37M có giá 100.000 nha anh em. Có dáng hình thú. 37 này có giá 100.000 nha anh em. Mình dài của con thú là 17 à. Chiều cao nó 40 à. Đường kính bầu của em nó là 17 à. Cây này làm cây mini, bonsai mini để chơi được nha anh em. 100.000 sở hữu cây mai kim thanh mai 37M ạ. À. Và 38M ạ. À. Tiếp theo đây là cây 38M ạ. À. 38M giá là 100.000 ạ. À. Cây này anh em làm cây trực lắc cành vớt được lắm nha anh em. Và cây 38M này có giá 100.000 ạ. À. Dạ em đo vị trí này 14 à. Chiều cao của em nó là 49 à. Đường kính bầu của em nó là 17 à. Cây 38M này có giá 100.000 em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Cây 39M à. Cây 39M này có giá là 90.000 anh em. Cây 39M này có giá là 90.000 à. Chiều cao của em nó là 56 à. Hoành thân của em nó đo vị trí này của em nó là 11 cm à.
Đường kính bầu của em nó là 17 cm à. Cây 39 em mời có giá là 90.000đ à. Tiếp theo đây là cây 40 anh ha. Cái này cây 39 hả? Dạ. Cây 40 à. Chiều cao của em nó là 46 à. Đường kính bầu của em nó là 17 à. Hoành thân vị trí này 14 cm à. 40 này cũng có giá là 90.000đ à. Dạ, tiếp theo đây là cái một cây mai vàng ạ. À. Mấy cây mai vàng trống chuyên ra luôn. Đường kính tàn của em nó là 106 à. Đường kính tàn của cây mai vàng này là 106 à. Cây nằm chậu rồi đó giờ nghe anh em. Em đo ở vị trí cũ này của em nó là 33. Cây này mai đã ghép thừng rồi nghe anh em. Bông to bự luôn nghe anh em. 20 hoành thân à. Đường kính mặt bầu của em nó là 43. Cây mai vàng này đã ghép từ nhỏ ghép ở đây rồi nha anh em. Ghép từ nhỏ ghép ở đây rồi. Ghép gốc nhớt anh ha. Ghép gốc nhớt luôn à, ghép cái bông bự à. Nó ra liền hết tại quý cô chú. Rồi cho em xin giá giao lưu luôn anh ha. Dạ 800.000 à, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Rồi mã số tiếp theo luôn anh ơi. Dạ mã số tiếp theo là cây mai vàng nha anh em. Mai vàng cũng ghép rồi. Mai vàng ghép bông bự. Mang mã số 42. Giá nó là 500.000, em bao ship toàn quốc nha anh em. Cây mai đã ghép rồi. Có hình dáng tông giống con thú. Dạ em đo vị trí này của em nó là 22 à. Đây à. Đây là anh em. 22 còn dư rồi, em tính 22 đó. Dạ chiều cao của em nó là 109 à. Đường kính mặt bầu của em nó là 31 à. Dạ, cây mai vàng đã ghép chi bông bự rồi, bông bự rồi, có giá là 500.000 em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Cây mang mã số 42 à. Tiếp theo đây là cây mang mã số 43, cây mai vàng cũng ghép rồi à. 43 cây mai vàng ghép rồi à. M 43M có giá là 500.000 luôn à. Đường kính mặt bầu của em nó là 30 à. Chiều cao của em nó là 113 à. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 21 à. Nếu phủ phủ xuống này cái nguyên cái củ đặc đó nghe anh em. Củ đặc của em nó là 42 à. Dạ cây 43M này, 43M này có giá là 500.000, ăn bao giúp toàn quốc cho anh em chơi à. Tiếp theo đây là cây 44M à. Cũng là mã số cuối clip luôn anh ha. Dạ, cây mai vàng mà cũng ghép rồi nha anh em. Ghép bông bự hết trơn nha. Đường kính bầu của em nó là 36 à. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 21 à. Chiều cao của em nó là 68 à. Đường kính mặt bầu của em nó là 34 à. Thì em xin lặp lại à, cây 41, cây 44M này có giá là 500.000 à. Em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. 500.000 sở hữu được cây mai vàng ghép rồi à. Củ đế rất là đẹp à. 500.000 nha anh em. Dạ, cuối clip nhà vườn Mười Kiển xin chân thành cảm ơn quý anh chị cô bác vừa qua đã ủng hộ nhà vườn ạ. À. Cây mai mang mã số 44M này có giá là 500.000, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi nha anh em. Dạ, cuối clip em cảm ơn kênh Lục Tỉnh Miền Tây và cảm ơn em Nhận đã ghi hình cho em ạ. À. Dạ, cảm ơn quý khách hàng ạ. À. Dạ, trên hết.